Hello, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng Di động Thành Phú nha. Sáng hôm nay mình cũng lên nhanh một cái video cũng như giới thiệu những dòng sản phẩm bên em vừa về nha mọi người nha. Như mọi người thấy ở đây thì bên em về một số dòng Oppo mới nha. Đầu tiên em xin nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em. Bên em là cửa hàng Thành Phú chuyên điện thoại giá rẻ và linh phụ kiện nha. Facebook bên em thì sử dụng bằng trang fanpage đang có 18.000 người theo dõi tên là Di động Online Thành Phú. Mọi người cũng có thể nhắn tin vào Facebook giúp em, hoặc là liên hệ trực tiếp số điện thoại để mua hàng, đó là 0971172105. Bên em chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại thôi nha mọi người nha. Tất cả những dòng sản phẩm bên em khi bán ra thì bên em có gửi hàng đi toàn quốc, và nếu như quý khách hàng ở xa thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại để bên em có thể là tư vấn cũng như là xin thông tin địa chỉ gửi hàng. Và để tránh những cái trường hợp bom hàng cũng như một số cửa hàng cạnh tranh không lành mạnh đó, thì bên em sẽ nhận cọc trước, đó là 50.000 hoặc 100.000, thì sau đó bên em sẽ gửi hàng đi nha. Bên em nhận cọc bằng nhiều hình thức như là thẻ cào Viettel cũng được, qua chuyển khoản ngân hàng hoặc là qua Momo cũng được nha mọi người nha. Và ở đây tất cả những mặt hàng bên em khi bán ra thì sẽ tùy vào từng mặt hàng thì sẽ bảo hành là một đổi một trong vòng 3 tháng, hoặc là sẽ bảo hành trọn đời máy cho phần mềm cũng như là bảo hành 12 tháng cho những dòng máy mới hoàn toàn nha. Vậy rồi, bây giờ mình sẽ vào luôn những dòng sản phẩm bên em ngày hôm nay để không làm mất thời gian của mọi người nha. Đầu tiên thì ở đây bên em về tiếp được cái smartwatch nha mọi người nha. Đây là đồng hồ thông minh nghe gọi độc lập nha mọi người nha. Dòng này thì nó sẽ có cho mình nghe gọi độc lập luôn. Đây là dòng đồng hồ dành cho bé nha mọi người nha. Tức là những con em của mình đi học hay là gì đấy mà mình không an tâm mà mình đưa điện thoại thì không được, thì mình nên chuẩn bị những cái chiếc đồng hồ như thế này. Ở đây sẽ có hai màu, màu hồng và màu xanh nha. Bên trong thì nó sẽ có một dây cáp sạc thôi chứ thực chất thì không có gì thêm ha. Dòng này thì đặc biệt á, là mình có thể kết nối với điện thoại để mình định vị trẻ em, tức là mình định vị xem thử bé nó đang ở đâu. Đấy, mình định vị. Hoặc là nó có nhiều chức năng, như nói chung là rất là nhiều chức năng. Chức năng thì ở đây nó sẽ có đầy đủ cho mình như là thông báo cuộc gọi nè, chat nè, rồi nghe gọi hay là bấm SOS hẹn giờ cho bé, rồi định vị nè. Đấy, ghim vị trí nè. Dòng này thì mình có thể là bỏ SIM nghe gọi độc lập luôn nha mọi người nha. Đây là khay SIM của nó ha. Mình bỏ SIM nghe gọi độc lập luôn. Ví dụ như là bé không có sử dụng điện thoại thì mình có thể là bỏ SIM để cho bé nó có thể là nghe gọi độc lập, tức là đi học mình gọi trực tiếp qua đây luôn, nó sẽ lên màn hình này luôn, nó sẽ có nút nghe gọi đấy. Dòng này thì màn hình cảm ứng nha mọi người nha, đặc biệt là con này là màn hình cảm ứng nha. Nó sẽ có một cái camera ở đây nè mọi người, nhưng mà cái camera này thực chất thì nó không rõ đâu, camera này chỉ làm kiểu vậy thôi, chứ thực chất thì theo em thấy là camera này không có tác dụng gì đâu. Khi mình kết nối với ứng dụng thì mình sẽ có vào được cái camera trên điện thoại thì nó sẽ rõ hơn nha. Quay số nè, nhắn tin danh bạ nè, máy ảnh nè, xem ảnh nè, đấy, chụp ảnh nè, học nhanh nè, nó sẽ có nhiều cái chức năng trên này nha mọi người nha. Nó có kể cả là có chức năng đèn pin luôn nha. Đây, có cả đèn pin luôn ha. Nói chung là cái này là dành cho bé thì khá là tiện. Bên em đang bán là 420.000, nó sẽ có màu xanh cũng như là bản màu hồng nha mọi người nha. Nó sẽ là hàng full box như thế này. Khi mọi người mua hàng thì cũng có thể yêu cầu bên em kích hoạt sẵn nha. Mình về chỉ việc quét cái mã vào để mình kết nối với lại điện thoại thôi. Hoặc là nếu mà như mình không cần kết nối với điện thoại, tức là mình không cần cần tra app, thì mình chỉ việc bỏ SIM vào cho bé sử dụng thôi nha. Nói chung cũng khá là tiện. Màu xanh thì dành cho con trai và màu hồng thì dành cho con gái nha mọi người nha. Sẽ có hai bản màu với mức giá sẽ là 420.000. Và đặc biệt thì ngày hôm nay em sẽ có một cái chương trình khuyến mãi, như quý khách hàng hôm bữa có hỏi em là cái combo sạc của iPhone ấy. Thì thực chất khi mà bình thường bên em bán ra em sẽ tặng cho mọi người combo sạc 5V, sạc chuẩn của dòng iPhone. Nhưng mà có nhiều khách hàng nói là cái combo sạc nhanh từ cái dòng iPhone XS Max trở xuống ấy, thì tức là cái dòng ở đây thì bên em cũng có, nhưng mà bên em ít khi lên những cái dòng này để kiểu như là gửi hàng lắm mọi người. Lâu lâu thì có một chương trình khuyến mãi thôi. Và đặc biệt thì ngày hôm nay thì chương trình giữa tháng thì bên em cũng khuyến mãi cho mọi người về cái combo sạc này. Thì chỉ có 120.000 thôi, bên em đang miễn phí vận chuyển nha mọi người nha. Chương trình áp dụng cho 3 ngày, tức là ngày hôm nay là ngày 16 nè, ngày 17 và ngày 18 em sẽ áp dụng cho 3 ngày. Đó là cái combo sạc. Sạc này là sạc chuẩn full dòng từ iPhone XS Max trở xuống iPhone 5 nha mọi người nha. Từ 5 cho lên XS Max, mình nói vậy thì sẽ dễ hiểu hơn ha. Đấy. Dòng này sẽ sạc chuẩn cho mình là 5V nè, đầu ra 2A và là 12W nha. Đây là hàng của Việt Nam nha mọi người nha, hàng của Việt Nam, Aromax. Đấy. Cùng có một dây cáp sạc và một cốc sạc trong này. Với mức giá bên em thì là đang chương trình khuyến mãi là 120.000 cho combo này. Và đặc biệt thì mọi người sẽ được miễn phí vận chuyển nha. Tính ra là phí vận chuyển nó khoảng tầm 40 mấy ngàn nữa mọi người. Đấy, nhưng mà mọi người đang được miễn phí vận chuyển nha. Đây, 100% chính hãng. Cái bộ sạc này sẽ là 2-in-1, chứ là sạc nhanh. Và nó sẽ là
tốc độ sạc nhanh này, bảo vệ điện thoại, bảo vệ pin và dòng điện ổn định nha. Đấy, sạc chính hãng của Samsung, của iPhone Việt Nam đây, sản xuất tại Việt Nam nha mọi người nha, với mức giá chỉ có 120 thôi. Còn những cái combo sạc như là sạc dẹp hay là sạc cốc cốc vuông thì bên em vẫn có, đó là những cái bộ sạc mà em tặng kèm theo máy nha mọi người nha. Tiếp đến nữa thì mình sẽ có ở đây, em còn sót được một vài cây A90, tức là máy bàn phím nha mọi người. A90 thì hiện tại em sẽ ở đây, em sẽ còn được hai bảng màu vàng và bảng màu xanh. A90 thì bên trong nó sẽ có phụ kiện như là một chiếc ốp lưng bên em tặng nè, một chiếc ốp lưng, một bộ sạc Type C, kèm theo nữa là một viên pin. Đây, viên pin đây, em sẽ tháo luôn, em sẽ thử một coi cây cho mọi người nha. Em sẽ bóc cây kia ra luôn nha. Vậy đây, đây là sau khi em bóc hộp ra rồi. Đây là hai máy Viettel A90, dòng này thì bên em nó là hàng mới hoàn toàn nha mọi người nha, nó sẽ có màu xanh cũng như là màu vàng. Đây, em sẽ lột cái tem ra. Dòng này thì đặc biệt nó sử dụng 2 sim và nó sẽ sử dụng được sóng 4G nha, nó không sử dụng được sóng 2G. Nên mình không có sợ là những cái sóng 2G sau này nó bỏ đi thì mình không bắt được nữa. Dòng này đặc biệt nó vào được cái sóng 4G luôn. Đấy, dung lượng pin của nó sẽ được là 5800 nha mọi người nha. Nói chung là con này nếu mà nghe gọi thoải mái cho mọi người luôn, nói chung là nghe gọi thoải mái vài ngày là bình thường. Đấy. Theo nè. Nó sẽ có nút SOS nè, bàn phím to rõ nha, màn hình rộng. Cái này là dành cho máy, dành cho người già hoặc là những cái thằng mà chuyên nghe gọi ấy. Đấy. Nó sẽ có đèn pin ở đây nha mọi người nha, đèn pin nè. Đấy, đèn pin là siêu sáng luôn ha. Đấy, đèn pin là siêu sáng luôn. Còn cái này là kiểu như là khóa màn hình nè mọi người, nó sẽ có một cái nút gạt khóa màn hình ở đây nha. Đấy. Gạt khóa ở bên hông luôn nha mọi người nha. Dòng này á, thì đặc biệt á, thì nó sẽ đọc bằng phím số cho mình nha. Đấy, nó sẽ đọc bằng phím số cho mình. Cái này nó sẽ có nhiều chức năng như là nghe nhạc chẳng hạn, rồi FM này kia nọ nha mọi người nha. Đấy. Đa phương tiện nè, nó có ghi âm để FM hay là quản lý tài liệu này kia, nó không có camera nha mọi người nha, không có cam ha. Đấy. Dòng này đặc biệt nó sẽ có cái điểm sáng ở bên hông màn hình nha mọi người nha. Cây nào cũng như cây nào cả, nó có sẽ có một cái dãy dãy đèn sáng bên hông màn hình nha. Đấy, bên hông của cái đèn lên này nè. Đấy. Với mức giá bên em đang bán ra thì nó sẽ là 390.000 nha mọi người nha. Có màu xanh cũng như là màu vàng ha, màu xanh cũng như màu vàng. Máy này là hàng tồn kho của Viettel thôi, 390.000 nha mọi người nha. Loa cực kỳ to luôn, đèn thì siêu sáng rồi. Và một sản phẩm tiếp theo nữa thì như mọi người thấy ở đây là cái hàng Oppo A55s, bên em đã về hàng rồi nha mọi người nha. Đây là máy Nhật, hàng mới 100%. Hàng này thì đặc biệt là nó chuẩn chống nước luôn nha mọi người nha, chuẩn chống nước luôn. Nhưng mà thực chất thì ở đây thì mình cũng không bao thả vào nước thôi, tại vì thả vào nước rồi chân sạc rồi rắc tai nghe bắt buộc nó phải có ẩm ấy. Nhưng mà hàng này là chuẩn chống nước luôn, tức là nó sẽ hàng này nó khi mà thông số đưa ra thì gọi là chuẩn chống nước, nó sẽ có video test nước cho mọi người luôn. Thì mọi người gõ chữ A55s thì mình sẽ biết được, nó sẽ có video test nước cho mình luôn. Nói chung những con này ví dụ như là vô tình rớt nước cầm lên rồi hông khô sử dụng bình thường đấy, tại vì nó chuẩn chống nước luôn. Nhưng mà còn nếu như mình ngâm trong nước trong thời gian, kiểu như là mình ngâm trong nước hoặc là mình thả trực tiếp vào nước thì chân sạc chân đồ nó sẽ ẩm, và sau đó thời gian thì bắt buộc nó cũng sẽ có lỗi nhẹ hoặc là hư hỏng hóc. Những hàng này thì nó đặc biệt là hàng mới 100% nha mọi người nha. Thông số của những con này thì mọi người có thể gõ chữ Oppo A55s bản Nhật thì mình sẽ biết được. Hàng này đặc biệt á, thì phụ kiện bên đó trong bên trong nó sẽ không có gì hết. Ở đây thì nó chỉ kèm theo đó mình một chiếc ốp chính hãng thôi. Đây, chiếc ốp này là bên hãng người ta cho, và một chiếc que lấy sim. Và ngoài ra thì bên em bán ra thì bên em sẽ tặng kèm cho mọi người đó là một bộ sạc nha. Bên em bộ sạc thì bên em sẽ tặng RR thôi. Chứ còn phụ kiện cái này á, thì đặc biệt nó sẽ không có gì hết mọi người. Dòng này sẽ có hai mã màu xanh cũng như là mã màu đen nha mọi người nha. Và nó sẽ là hàng nguyên siêu. Bên em sẽ bóc ra kích hoạt cho mọi người, hoặc là mọi người về tự kích hoạt nha. Bên nếu mà bên em kích hoạt thì bên em sẽ cập nhật Android mới cho mọi người luôn, cập nhật lên Android luôn ha. Đây là Oppo A55s có màu đen cũng như là màu xanh, em sẽ khui hai máy này ra nha. Đây đây, đây là hai con máy, mẫu cái mẫu máy của nó thì ở đây em đã bóc ra rồi nha mọi người. Thì dòng này nó là hàng mới hoàn toàn 100% nha mọi người nha. Hàng này là hàng mới hoàn toàn 100%. Khi mọi người mua thì bây giờ mới kích hoạt nha, hoặc là mọi người về tự kích hoạt, không có bất kỳ một cái gì hết, không có bất kỳ một cái khó khăn gì trong cái video kích hoạt hết. Tại vì bên em đã lên một cái video để hướng dẫn cho mọi người kích hoạt cái dòng này rồi nha. Đấy, màu đen thì nó sẽ là màu đen nhám nha mọi người nha. Màu đen thì sẽ là màu đen nhám nè. Còn đây là sẽ là màu xanh. Đấy. Màu xanh nè mọi người. Nói chung là hai mẫu màu này thì khá là đẹp. Bên em đang bán ra với mức giá thì chỉ có 3.200.000 thôi. Và đặc biệt thì dòng này mọi người sẽ được bảo hành 1 năm, tại vì nó là hàng mới 100%.
Dòng này ví dụ như là vô tình mình làm rớt nước đó rồi mình đưa lên sử dụng bình thường nha mọi người nha. Tại vì hàng này là nó chuẩn chống nước luôn. Đấy, nó chuẩn chống nước. Hàng này thì về một số thông số của nó như là màn hình của nó độ rộng sẽ là 6.5 inch này. Đấy, tấm nền của nó tấm nền LCD, rồi phân giải của nó sẽ là Full HD cộng nha. Chip của nó sẽ là chip Snapdragon 480, cấu hình 5G, RAM 4 và cộng 3, tức là tương đương khoảng tầm RAM 7GB. Bộ nhớ sẽ là 64GB nha mọi người nha. Pin của dòng này, đặc biệt pin của nó sẽ lên đến là 5000, và con này nó sẽ hỗ trợ cho mình sạc lên đến là 18W. Nó có chế độ siêu tiết kiệm pin. Tức là những con này ví dụ như quý khách hàng mà sử dụng những cái chức năng bình thường như là nghe gọi thôi, em bao cho mọi người là khoảng tầm 4 đến 7 ngày, tức là chỉ có nghe gọi nhắn tin thôi nha. Còn nếu như mình lên mạng thoải mái luôn, mình lên mạng hay là Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, mình lên mạng coi, nói chung là ban ngày mình rảnh, khi nào mình vào khi đấy thì em bao cho mọi người là một ngày thoải mái. Tại vì con này á, thì nó đang có cái chế độ siêu tiết kiệm pin, và đặc biệt chế độ này sẽ tích hợp sẵn trong máy luôn. Mình không cần bật luôn nha mọi người nha. Đặc biệt mình không cần bật chế độ siêu tiết kiệm pin của nó luôn. Nó sẽ có tích hợp sẵn trong máy cho mình luôn nha. Đấy. Như mọi người thấy là nó sẽ có chế độ này, chế độ tiết kiệm pin. Chế độ này mình có thể bật lên thì nó sẽ kéo dài cái thời gian sử dụng của mình lên khoảng tầm 11 giờ 59 phút. Ví dụ là như vậy nha. Còn siêu tiết kiệm pin nó sẽ kéo dài cho mình khoảng tầm 18 tiếng nữa. Đấy. Dòng này đặc biệt về cái chế độ siêu tiết kiệm pin của nó thì em đánh giá rất là cao cho cái dòng này nha. Pin thì của nó sẽ là pin 5000. Dòng này thì nó sẽ hỗ trợ đặc biệt, đầu tiên nó sẽ là Android 11, nhưng mà khi bên em kích hoạt giống như những con này nè, bên em kích hoạt lên thì bên em sẽ cập nhật cho mọi người lên Android 12 luôn. Đấy. RAM 4 cộng 3 thì tôi đưa khoảng tầm RAM 7GB. Em sẽ giảm bớt độ sáng nha. Cái độ tinh chỉnh ánh sáng con này rất là nhạy nha mọi người nha. Màn hình của nó sẽ là 90Hz và tốc độ điểm ảnh của nó lên đến 180Hz. Cho cái màn hình này mình cảm giác là cái độ trẻ của nó không có nha. Nó rất là mượt, mình cảm giác cái độ trẻ của nó sẽ gần như là không có. Mình sẽ vào camera của máy nha. Camera con này thì quay phim khá là sắc nét luôn ấy mọi người, khá là đẹp nha. Đây. Nói chung những cái hàng mới này khi mọi người mua thì sẽ được bảo hành 12 tháng, cho nên mình cứ yên tâm mà sử dụng thôi. Mình không cần lo lắng gì hết nha. Nó không giống như những cái hàng chính chính cũng như là hàng đã qua sử dụng. Tại vì đây là hàng mới hoàn toàn. RAM 4GB và bộ nhớ sẽ là 64GB, RAM 4 cộng 3 cho nên khoảng tầm RAM 7GB. Những con này với những con chip đời mới thì mình có thể chơi được tất cả những cái game trên thị trường bây giờ luôn nha mọi người nha. Đấy. Và đặc biệt cái điểm ảnh của con này thì em thấy là nó rất là mượt cho mọi người nha, rất là mượt. Với mức giá là 3,2 triệu, mọi người sẽ được bảo hành 1 năm nha mọi người nha. Oppo A55s. Lô này thì rất là lâu rồi, bên em mới về được một lô, và thực chất thì ở đây số lượng nó không nhiều. Như mọi người thấy ở trên bàn của em đây là 2 nè, 4 nè, 6, chỉ còn có 7 máy thôi mọi người, chỉ có 7 cái máy thôi. Đấy, nó không có nhiều nha mọi người nha. Hàng này thì khách hàng đặt trước bên em cũng khá là nhiều, và tất cả những cái đơn hàng đặt trước nếu như hồi sáng này mà chưa được bên em liên hệ thì mọi người có thể là liên hệ lại giúp em nha. Tại vì hồi sáng nha, những cái khách hàng mà đặt cái hàng Oppo A55s được vừa rồi thì bên em đã trả hàng là đầy đủ rồi. Còn nếu như sót những khách hàng nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp lại số điện thoại giúp em. Số điện thoại liên hệ bên em đó là 0971172105 nha. Tiếp đến thì cũng là một dòng máy giá rẻ. Ở đây bên em về được cái hàng VVS, hàng đẹp tiếp nha mọi người nha. Như mọi người thấy là ngày cách đây 3 ngày em đã về được một cái lô VVS hàng đẹp rồi. Và ngày hôm qua thì em về được cái lô hàng trầy xước. Hàng trầy xước thì rẻ hơn những con này là lên đến khoảng tầm 200.000. Còn ngày hôm nay thì về tiếp được cái hàng đẹp thì nó sẽ có hai mã màu. Mã màu đen cũng như là mã màu trắng. Mã màu trắng thì đa số thì mình sẽ thấy là nó sẽ đẹp hơn. Tại vì cái mã màu trắng này nó có phẩy phẩy lông mèo á, mình sẽ khó thấy hơn cái màu đen nha. Đấy, hai mã màu nha mọi người nha. Đây vẫn là hàng đã qua sử dụng nhưng tình trạng là đẹp nha. Đẹp ở đây thì em sẽ đánh đồng cho mọi người là khoảng tầm 98-99%. Chứ còn nếu mà đẹp mới thì không có mọi người. Tại vì dòng này nó cũng ra sản xuất cũng được vài năm rồi. Cho nên nếu mà đẹp mới thì chắc chắn là sẽ không có. Nó vẫn sẽ có những cái xước xước cũng như là những cái nhâm nhâm nhẹ một tí thôi. Lô này bên em thì sẽ là 3,1 triệu nha. Nó không có cứng góc nha. Đặc biệt lô này không có cứng góc. Cái hàng trầy xước như hàng 2,9 triệu thì nó mới có cứng góc. Hoặc là phải trầy xước nặng nặng. Hoặc là nó sẽ sâu vào trong cái khung xương. Đấy, còn cái lô này là lô máy đẹp luôn nha. Nói chung là tình trạng nó vẫn sẽ có trầy xước lông mèo hoặc là nhâm nhâm một tí thôi. Chứ còn bây giờ soi ra hàng đã qua sử dụng mà yêu cầu nó đẹp mới thì không có rồi. Chắc cú là không có nha. Đấy. Nhưng mà bù lại thì nó sẽ không có cứng góp móp hay là gì hết. Màn là màn rinh sáng đẹp không lưu không án nha. Dòng này thì nó sẽ là màn OLED. Độ rộng của nó sẽ lên là 6.8 inch. Tức là nó sẽ tương đương với một con Note 10 Plus ấy. Độ rộng của nó tương đương Note 10 Plus. Màn hình của nó sẽ là màn hình cong tràn viền luôn nha. Màn hình cong rất là đẹp. Đấy. Độ phân giải sẽ lên đến là Full HD cộng. Chip dòng này thì sẽ là chip Snapdragon 765, cấu hình 5G nha mọi người nha. RAM 8GB và bộ nhớ của nó sẽ lên đến là 128GB.
Với mức giá bên em bán ra sẽ là 3,1 triệu và bên em sẽ tặng kèm một chiếc ốp lưng nè và một bộ sạc nhanh nha mọi người nha, một chiếc ốp lưng và một bộ sạc nhanh. Phía sau như mọi người thấy sẽ có 3 camera, camera chính thì nó sẽ lên đó là 48 megapixel. Hai camera góc rộng hỗ trợ thì nó sẽ lên lần được là 8 megapixel và 5 megapixel nha. Dòng này pin của nó sẽ được là 4300 chia cho cái màn hình sẽ là 6.8 thì nó cũng nằm ở mức vừa đủ nha. Đấy. Cái màn hình con này thì theo cảm nhận khi mà sử dụng thì em thấy là màn hình nó khá là dài và cong, rất là nhìn rất là sang trọng và đẹp nha. LG thì nó sẽ có đầy đủ những chức năng như là Hi-Fi DAC hay là những cái trình xem phim nghe nhạc này kia nọ, thì mình sẽ thấy được những cái trình này thì nó sẽ rất là ổn định luôn. Nói chung là trên LG thì khi mà mình cái độ phân giải màn hình của nó khi mình xem phim hay là nghe nhạc này kia nọ thì âm thanh của nó sẽ chuẩn hơn những cái dòng khác rất là nhiều. Đấy. RAM thì sẽ là RAM 8, bộ nhớ của nó sẽ lên đó là 128 thì tha hồ cho mọi người lưu trữ ha. Cũng như là nói chung là những dòng này thì tha hồ lưu trữ và cũng như là cho mọi người kiểu như là trải nghiệm những cái cấu hình, những cái game đời cao thì có thể là chơi thoải mái hết nha. Đây, bản 1 SIM nha mọi người nha. 1 SIM LG VVS nha mọi người nha. Nói chung là máy rinh sáng đẹp, không lưu không ám nha. Camera ở đây em sẽ test luôn nha. Đấy, mọi người thấy là camera quay phim chụp ảnh thì khá là đẹp rồi nè. Quay phim nè. Cái mức độ điểm ảnh của những con này thì khá là đẹp. Nói chung là LG thì mức độ điểm ảnh của nó khá là đẹp nha. Quay phim bằng cam trước nè. Chụp hình cam trước nè. Đấy. RAM 8GB và bộ nhớ của nó sẽ là 128GB. Nói chung là những dòng này khá là mạnh nha mọi người nha. Khá là mạnh luôn. Cảm biến vân tay trong màn hình luôn ha. Zalo, Facebook, YouTube, TikTok này cái nọ là mượt hết. Nói chung là mọi người thấy là nhấp là vào thôi. Đấy. Có hình khá là to, loa cũng khá là lớn nha. Bên em có tặng sạc nhanh cho nên mọi người cứ yên tâm nha. Màu trắng cũng như là màu đen thì với mức giá sẽ là 3,1 triệu nha. Đặc biệt lô này là không có cứng góc nha, chỉ có nhâm nhâm một tí ti thôi. Đấy. Nói chung là lô này là lô đẹp, với mức giá sẽ là 3,1 triệu là có kèm sạc nhanh và ốp lưng rồi nha mọi người nha. Và một dòng nữa em muốn giới thiệu cho mọi người trong video này đó là dòng S20 Plus. Tiếp tục bên em đã về được hàng S20 Plus nha. Hàng này là lô này là máy đẹp khoảng tầm 98%, nó vẫn sẽ có nhâm nhâm tại vì đây là hàng đã qua sử dụng nha mọi người nha. Nó sẽ rẻ hơn một con máy đẹp 99 ở trên thị trường thì lên đến là khoảng tầm 600-700 ngàn nha mọi người, 600-700 ngàn, đó là S20 Plus nha mọi người nha. Đây cho mọi người thấy đây, tình trạng nó vẫn có nhâm nhâm khung xương một tí nha. Đấy, khung xương nó cũng hơi nhâm nhâm một tí thôi, nhưng mà cái này em sẽ tặng ốp lưng, mình bỏ vào sẽ đẹp ngay. Đặc biệt máy em sẽ bao cho mọi người là máy nguyên zin nha. Những con này thì nó sẽ là 4,8 triệu, nó sẽ rẻ hơn một con máy đẹp 99 bên em bình thường lên đến khoảng tầm 700 ngàn nha. Nhưng mọi người thấy nó sẽ xước xước một tí ở đây nè. Đấy, giống như con máy màu xanh nữa xước xước ở đây, khung xương của nó bắt buộc phải có xước rồi. Nhưng mà bù lại thì máy em sẽ bao cho mọi người là máy nguyên zin. Những con này thì sẽ là RAM 12GB và bộ nhớ của nó sẽ lên đó là 128GB, nó sử dụng là hai SIM nha mọi người nha, một eSIM và một micro SIM. Cái RAM 12 này á, nó sẽ hỗ trợ cho mình cái RAM ảo lên đến khoảng tầm 8GB RAM, thì tương đương khoảng tầm RAM 20GB. Những dòng này bao cho mọi người sử dụng luôn nha mọi người. Nói chung là tất cả những game hay là những cái ứng dụng nặng bây giờ em đảm bảo cho mọi người 100% là nó có thể là chạy được mượt mà hết. Công nghệ màn hình con này thì sẽ là Dynamic AMOLED 2X nha. Độ rộng của nó sẽ là 6.7 inch này, độ phân giải của nó sẽ lên đó là 2K+. Cam trước của nó thì sẽ là 10MP và đặc biệt cam sau thì khá là sắc nét luôn. Cam sau đây mọi người. Cam sau của nó sẽ lên đến là 64MP nha. Nó sẽ có camera hỗ trợ lên đến là 12MP cho mọi người quay phim chụp ảnh cực kỳ đẹp luôn. Đây là cam trước nè, đây là cam sau nè. Nói về những cái dòng máy khác thì em có thể là không dám đảm bảo, nhưng mà cái dòng S20 LED này nè thì bên em đảm bảo cho mọi người là cực kỳ mượt mà và cực kỳ ngon luôn. Tại vì thực chất là chính bản thân của em vẫn đang sử dụng một cái S20 Plus, nhưng mà cây của em thì nó khá là xấu mọi người. Cây của em thì nó nó cũ lắm rồi, cây của em là sử dụng rất là lâu rồi, nó khá là cũ rồi, nó nhâm khung xương rồi rất là nhiều rồi. Đấy, cây của em là rớt trên dưới là phải vài chục lần rồi đó mọi người. Đấy. Nhưng mà vẫn sử dụng được mượt mà hết nha mọi người nha, cực kỳ mượt mà luôn. Dòng này thì cực kỳ mượt mà rồi, sử dụng hai SIM, một eSIM và một micro SIM, quay phim chụp ảnh thì rất là đẹp rồi nha, quay phim chụp ảnh thì khỏi chê luôn. Về độ mượt mà chơi game chơi rồi là thoải mái hết, loa to rõ nha mọi người nha. Với mức giá 4,8 triệu thì bên em đã tặng kèm như là sạc nhanh nè, kèm theo một chiếc ốp lưng và miếng dán màn hình nha, màu đen cũng như màu trắng. Tình trạng máy thì em sẽ đánh đồng cho mọi người là khoảng tầm 98%, máy thì em sẽ bao là nguyên zin nha. Đấy, nó có thể không đẹp như mới thôi, nhưng mà tình trạng bên trong em sẽ bao cho mọi người là máy mới zin như thế nào thì nó vẫn như vậy nha.
những cái dòng Oppo mà những đời những cái máy mà giá thấp như là Oppo A5s nha, bên em vẫn có nha mọi người nha. A5s thì bên em sẽ tặng đầy đủ phụ kiện luôn. A5s thì có màu xám cũng như màu xanh, RAM 6GB và bộ nhớ sẽ là 128GB, hai SIM. Thì bên em nó chỉ với mức giá sẽ là 1 triệu 6 thôi nha. Đấy, 1 triệu 6 phụ kiện em tặng đầy đủ cho mọi người luôn. Ốp lưng, dán màn hình, cốc cáp sạc và tai nghe nha. Nói chung là phụ kiện của A5s thì em sẽ tặng đầy đủ, nó chỉ có mức giá là 1 triệu 6 thôi. Đó là những cái dòng máy giá rẻ bên em nha mọi người nha, Oppo A5s nha. Và mọi người ở xa muốn mua hàng thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp số điện thoại giúp em, đó là 0971 172 105 nha. Bên em thời gian làm việc thì sẽ từ 7 giờ 30 sáng cho đến 8 giờ 30 tối nha. Tại vì có nhiều khách hàng gọi điện cho em mà sáng thì cuộc gọi nhỡ từ 12 giờ, 1 giờ, 10 giờ mấy thì giờ đó thì bên em đã nghỉ ngơi, tức là đã ngủ rồi, ngủ nghỉ rồi, cho nên mọi người gọi bên em sẽ không nghe máy được nha. Thì quý khách hàng mua hàng thì cứ chủ động gọi trực tiếp số điện thoại giúp em hoặc nhắn tin trực tiếp vào Zalo cũng như Facebook. Nếu như thấy bên em chậm trả lời bên Zalo và Facebook thì mọi người có thể gọi trực tiếp qua số điện thoại giùm em nha. Tại vì tin nhắn Zalo cũng như Facebook bên em khá là nhiều, nhiều lúc mà bên em không có trả lời hết kịp nha mọi người nha. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã dành thời gian xem video trưa hôm nay của em nhé.